Chào mọi người, thì cái bài đây sẽ là bài tập 30 của mình. Bài đây mình định hướng là mình cứ vẽ cái biên dạng này trước, là mình cứ chốt lên, rồi mình thực hiện mấy cái lệnh cắt này nọ rồi này sau. Thì ngay chỗ đây nó bị lỗi hình ở đây chút xíu. Cái đây hình như là nó bị lỗi cái hình khi mình xuất bằng vẽ ra nó bị lỗi á, nó là sẽ là một cái mặt thẳng liền nhau luôn nha, chứ không phải bên cao bên thấp đâu. Nào, mình có thể nhìn qua bên này nè, bên đây nè, đó. Rồi nên là mình cũng không không còn quan tâm cái chỗ này lắm. Rồi ok, rồi mình để ý chút xíu á, là cái góc của đây, góc từ đây tới đây là 27.7 nè, góc đây là 35.2 nè. Rồi ok, thì mình đầu tiên mình phát thảo cái hình này đây. Rồi lấy anh em mình phát thảo chứ nha. Nó cho gì thì mình vẽ cái đó trước đây. Mấy cái nào đơn giản mọi người chú ý, mấy cái nào đơn giản thì mọi người ghi kích thước được á, mọi người ghi luôn để mình quản lý nó luôn. Ví dụ như đây phi 48 là phi bên trong nè, phi bên tiếp theo là 52 nè, là 54.1 nè, 48, 52. Cái nào vẽ được liền thì mình vẽ trước, không mất công lăn tăn. Rồi giờ mình sẽ vẽ cái gì nữa. Rồi, mình vẽ cái đường những các đường tăng ra đi cái thứ nè, 27.7 nè, 35.2 nè. Rồi, cái vòng tròn lớn hoài là phi 92 nè. Thì ngay vị trí đây là mình mới bắt đầu mình vẽ hai cái vòng tròn này. Phi đây là phi bao nhiêu? Phi 8 nè. Hai này bằng nhau rồi, nhìn thẳng thôi nó sẽ tiếp. Rồi đây rồi chín nè, thằng này cũng vậy, thằng này cũng rồi chín luôn. Rồi ok, là đây là cái rờ một cái góc gì đó mà nó không cho nè. Ok rồi, không quan tâm, mình vẽ cái này trước đây. Rờ chín nè, hàng này cũng rờ chín luôn. Rồi, mình sẽ sử dụng cung tròn. Đấy. Rồi, cái đường line tiếp tí với cái đường này, này tiếp tí với cái thành cung tròn đây nè. Này cũng vậy, cái tiếng cung tròn này, đường này và cung tròn phía đường này và cung tròn đấy. Này tiếp về một cái đường cung qua, chọn cung 3 điểm nè. Rồi, 3 điểm. Hai đường này tiếp đến. Đường này cũng vậy. Rồi 9.
là bao nhiêu? R60 này. Này là R60 này. Đó. Rồi. Mình làm chim đây luôn. Đấy. Rồi tiếp theo là cái gì? Cái biên giờ bên trong đây thì lát nữa mình vẽ sau cũng được, hoặc là giờ mình vẽ luôn cũng được, thì đó thì tùy mọi người. Nếu mà giờ này mình phát thảo luôn được thì mình vẽ luôn không mất công. Rồi ok, nó offset từ đây vô là 2.5 nè, rồi cái gì nữa, rồi đây cũng là R9 nè. Ok, rồi mình cứ vẽ từ từ theo nó thôi, không còn phải không còn phải có vấn đề. Ví dụ như đây là một cái thằng R nè, rồi cái R9 nè, rồi một cái R6. Ok, vậy là ngay đây là sẽ là một cái R6 đấy. Rồi một cái R offset đây vô 2.5. Rồi. Rồi ok. Cái thằng R9 đây ok rồi, cái thằng đầu tiên cái thằng R9 đây là cái tâm nó là phải vô này nè. Đó, dùng tâm như này. Thằng này với này là tiếp tuyến nè. Này với này cũng là tiếp tuyến nè. Này cũng vậy, R6. R6 tiếp tuyến như này luôn. Rồi bắt đầu mình ghi cái quý chút xíu nè. 6 9 cái này như này chút xíu nè. Tương tự cái thằng ở dưới cũng vậy luôn, cái thằng ở dưới mình cũng làm tương tự như cái thằng ở trên mà mình không có thực hiện mirror được, tại vì hai góc này nó khác nhau, nghĩ là cũng nhanh hay là không có thành vấn đề. Hôm nay dưới đây tiếp tục tăng gần hết, cái này là cái nào cứ tăng gần hết thì mình cứ cho trước và tăng gần đi, thằng này đưa vào tâm trước luôn đó, tăng gần này cũng vậy, tăng gần luôn. Rồi bắt đầu như cái thước. Vậy là mình xong rồi đó, mình xong cái sketch đây đó. Giờ bắt đầu là mình lựa chọn mặt phẳng để mình ít chút thôi là được rồi. Rồi, bây giờ mình xong được cái mặt phẳng này rồi đúng không? Bắt đầu mình là ít chút. Đầu tiên là mình ít chút cái gì? Ít chút cái thằng ở ngoài đây nè, cái viền ngoài đây nè. Ít chút lên là bao nhiêu? Ít chút lên là 5 nè. Ok, vậy là nguyên cái viền ngoài luôn. Là cái viền đây nè, mình kích vào sang sketch nha, mình chọn. Và thằng đây nè. Đó. Là 5. Rồi, kích thằng cái này đây cho sáng ra và mình chọn tiếp. Rồi cái thằng lõm đây là xuống là bao nhiêu? Cái 2 thôi, cái thằng đây này. Ok. Rồi ít chút tiếp. Đây, đó là 2 thôi. Đấy. Rồi, tiếp. Cái thằng trụ đây là lên nhiêu? 9. Cái thằng trụ đây là lên 9 rồi nha. Ok, kích
tiếp thằng này đi trước lên đây này đấy, lên là 9 đấy, xong rồi đó rồi. Chamfer gì đây nữa là xong rồi, cái mặt ở dưới đây nó có cái chamfer C1 đây nữa là xong rồi nè. Rồi lắm, về là hầu hết là về là xong rồi. Rồi mọi người tiếp theo là mọi người sử dụng là fillet đây này nọ thôi đó, để cho nó phù hợp thôi. Rồi 0.5 rồi 0.5 rồi gì đây này. Rồi bắt đầu ví dụ như giờ mình khi làm R hình cái R3 trước đi, R3 bên trong này và mấy cái nào có R3 nữa thì mình sẽ làm hết. Ok, đầu tiên mình sẽ chọn là R3. Rồi mình thấy là trong này là nó đỡ R3 hết nè. Đúng không? Đó, R3 hết này đó, ôm bò hết bên trong đi dạng này, R3 hết. Rồi. Rồi tiếp theo là cái gì? R3 bên cạnh viền bên hông nữa nè. R3 bọc hết xung quanh mình cạnh viền bên đây nè, đó đây nè. Click lại mình nhập thêm thứ cạnh đây nữa được không? Được không? Ok nói click R3 đó giờ rồi tiếp theo là thằng R1 nè. Rồi R1 thì mình coi thử cái nào nó có R1 á thì mình chọn hết R1. R3 là xong rồi nha. Giờ tới phiên R1 là nó kêu cái cạnh này nè, đó, bỏ hết xung quanh cạnh viền nè. Rồi ở dưới nó, cái mặt dưới nó, mặt dưới đây nữa nè. Đó. Rồi tiếp theo là gì? R0.5. 0.5 là hai cái lỗ. Hai cái lỗ rồi cái viền bên trong của thằng này. Viền trong với viền trên của thằng này. Ok. Đây này. Rồi giờ mình cứ làm lần lần thôi chứ không có còn ấy tìm ra đó. Rồi với lại hai lỗ xong rồi, còn đây là vát cạnh C1 chamfer 1 đó nè, C1 này thấy không. Rồi ok, vậy là xong rồi đó, bài của mình gì là đã xong nè. Rồi mọi người khi mà phát thảo á cứ làm từ từ thôi, thì nó đúng được rồi á là thực hiện nó dễ lắm. Rồi ok, vậy là xong bài 30 của mình nha. Rồi mấy cái bài ở đây mình sẽ đỡ lên trên cái link của group mình nha. Rồi kết thúc.